nói cái cảm nhận luôn. Xin chào quý vị. Ngoài làm những cái tác phẩm đẹp thì chúng tôi còn có thêm một cái dịch vụ thực sự tuyệt vời, đó là sẽ quay lại để hỗ trợ và bảo hành những bức tranh của mình. Và ngày hôm nay thì tranh gỗ Bùi Gia lại vinh dự được tới với mảnh đất Đà Nẵng thân yêu. Và ngồi bên phải tay tôi đó là một anh khách hàng, hay còn gọi là anh trai ruột, hay là anh trai nhận, hay là anh trai xã hội thì cũng như nhau, bởi vì với tình cảm đã xây đắp 3 năm nay thì chúng tôi đã coi nhau như là anh. Và xin giới thiệu, đây là anh Tùng ở Đà Nẵng ạ. Và bên đây, tay trái tôi là anh trai ruột, nghĩa là anh Lăng. Tuyệt vời nhất đó là ngày hôm nay thì chúng tôi đã làm xong, vệ sinh xong bức tranh bắt tiên khuẩn thú. Và đặc biệt nhất, sau khi làm xong bức tranh này thì gia chủ lại có tặng thêm chúng tôi một bộ sách để giúp chúng tôi thay đổi những cái tư duy và những cái kiến thức. Bởi vì một câu nói mà từ hôm qua tôi rất nhớ, câu nói của anh ấy là: các em mới đang luyện tập chiêu thức để múa, chứ các em không hiểu được tâm pháp để có thể đưa được cái nội hàm vào trong. Thì cái đấy chính là cái mà đêm qua tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Và rất chân thành cảm ơn anh Tùng, và rất mong anh Tùng có một đôi lời chia sẻ cùng với mọi người. Hôm nay thì nhân dịp hai anh em Bùi Gia vào thứ nhất vệ sinh tranh, thứ hai cũng là cái hàng năm có một cái gọi là một cái thói quen của các anh em là mỗi năm gặp nhau một lần vào dịp cuối năm, và dùng là để trước là vệ sinh tranh, hai cũng để thăm viếng nhau, cũng để trao đổi các tâm tình và những nhiều cái ngoài những cái cuộc sống, rồi những kiến thức về tranh, rồi những cái chia sẻ về nghệ thuật vân vân. Thì hôm nay nhân dịp là cũng để bổ sung thêm vào cái thư viện của Bùi Gia, thì anh cũng xin tặng các em một cái bộ sách, nó cũng liên quan đến nhiều mặt về văn hóa Việt Nam, về văn hóa của đặc biệt là của Triều Nguyễn, Huế, rồi và những cái thần tích, thần môn của Việt Nam. Cũng mong là Bùi Gia mỗi ngày một làm cho những cái tác phẩm nó có cái nội hàm sâu xa hơn. Đấy, chứ nó không phải chỉ là mình đi theo một phương hướng nào đó, không còn muốn cái chiêu thức nữa. Rồi, và nó không phải dừng ở những cái gọi là tầng bề mặt nữa, mà nó có rất nhiều những cái nội hàm gửi gắm vào trong đó. Và đặc biệt là chúng ta tôn vinh cái giá trị đạo đức của người Việt và cái văn hóa thần truyền của Việt Nam. Mà một quyển sách nào anh tâm đắc nhất thì sẽ đại diện một quyển sách. Thì hôm nay là đại diện thì anh xin tặng cuốn sách Đại Lễ Phục Việt Nam vào thời Nguyễn. Đây là một cuốn sách có công phu nghiên cứu về các trang phục thời Nguyễn để các em làm tranh nó theo các cái chi tiết và có nội hàm trong đó. Đây chính là chúc các em liên tục thành công và thành công hơn nữa, và trở thành những nghệ nhân chân chính. Anh Lăng, thực sự thì với người làm nghề thì cái sự bây giờ ấy, thì cái việc mà sản xuất và bán hàng nó em cảm nhận nó là một phần, còn mình tìm kiếm cái sự thăng hoa của sản phẩm và của bản thân mình nó mới mang lại cái cảm hứng và cái hạnh phúc thật sự. Thì hôm nay vào một là vệ sinh tranh, hay là thăm gia đình nhà mình, lại được anh cực kỳ là tâm huyết với bọn em, tặng cho bọn em những cái quyển sách mà em nghĩ là nó sẽ là cái dấu mốc để mà tranh gỗ Bùi Gia sẽ đi vào cái theo một cái quỹ đạo mà trên con đường mà mình trở thành người vận động như cái tâm huyết của bọn em. Thì cực kỳ là cảm ơn các bác và các anh chị rất là tâm huyết và rất là tình cảm với bọn em. Trước là khách hàng, bây giờ chúng ta là như là người đồng nhà.